Việc mở rộng cơ hội trong cuộc sống là yếu tố rất quan trọng của quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ dân tộc thiểu số. Dù trong bất kỳ điều kiện nào, môi trường ở trường mầm non phải đáp ứng theo quy định, giúp cho tất cả mọi trẻ em đều có thể tiếp cận được. Bố trí không gian hợp lý, gọn gàng, thẩm mỹ và thân thiện. Các lớp học và các khu vực ngoài trời cần có đủ không gian để chứa các hoạt động của trẻ. Cần tổ chức các sinh hoạt phong phú, đa dạng trong nhà và ngoài trời cho trẻ tham gia với giáo viên và bạn bè. Trang bị các loại thiết bị, đồ dùng đồ chơi trong các lớp học và ngoài sân chơi, bao gồm vật liệu tái chế và vật liệu tự nhiên. Đồ dùng đồ chơi và các nguyên vật liệu có thể được giáo viên chuẩn bị hoặc cha mẹ và cộng đồng cùng chuẩn bị. Bên cạnh môi trường vật chất có chất lượng, sức khỏe và sự an toàn của trẻ là ưu tiên hàng đầu. Luôn khuyến khích trẻ hình thành thói quen vệ sinh cá nhân, biết cách rửa tay, sử dụng nhà vệ sinh, đánh răng, v.v. Cần có tranh ảnh minh họa giúp trẻ hiểu được những điều đó. Cần cung cấp cho cha mẹ những thông tin tương tự như vậy để giúp trẻ hình thành những thói quen đó ở nhà. Đồ dùng, đồ chơi, phương tiện, thiết bị nên phù hợp với trẻ dân tộc thiểu số và thể hiện đặc điểm văn hóa dân tộc của địa phương. Ví dụ góc chơi phân vai, có thêm quần áo, trang phục, đồ dùng vật liệu địa phương, màu sắc dân tộc của trẻ. Giáo viên giới thiệu nhạc cụ truyền thống cho trẻ. Giáo viên và trẻ chơi nhạc cụ và hát cùng nhau. Sau đó trẻ chơi nhạc cụ trong nhóm nhỏ trong các hoạt động chơi. Cùng đến khu vui chơi triển lãm của trường mình nè, mình cùng thể hiện những nhạc cụ của mình ở đó được không các con? Rồi bây giờ cô và các con cùng đi với cô nào. Rồi quê hương em biết bao cười về. Nhà trường và giáo viên tạo nên môi trường tâm lý tích cực, kích thích và thân thiện, giúp trẻ cảm thấy tự tin và luôn được hỗ trợ để chơi và học. Tất cả mọi trẻ em và gia đình trẻ đều được chào đón khi đến trường, bất kể giới tính, xuất thân, điều kiện kinh tế hay dân tộc. Giao tiếp và ngôn ngữ là chìa khóa quan trọng trong dạy học ở trường lớp có trẻ dân tộc thiểu số. Giáo viên cần hiểu tiếng mẹ đẻ và nên sử dụng để giao tiếp với trẻ. Chị của mình gọi đó là bài hát chim sáo. Các con nhắc cho cô là chim sáo. Chim sáo.
vì bạn quý á, con thơ con chưa đi á, con thơ chẳng chắc con thơ chẳng là con thơ ấy đâu. À, giáo viên tôn trọng tiếng mẹ đẻ và tiếng Việt trong cuộc sống hàng ngày của trẻ khi trẻ chơi, hát, đọc truyện, đọc thơ. Các con nghe thấy cô nè, múa. À, nghe nghe này đứa nhé. À mẹ, cả đi ăn khoai con sạch sẽ. Giáo viên nên dùng những từ ngữ quen thuộc, thống nhất và chuẩn. Cần điều chỉnh ngôn ngữ của mình phù hợp với trình độ học tiếng Việt của trẻ. Nhưng mà tiếng Việt mình gọi đây là cái con nói với cô vậy. À hay quá. Mày như đây cô tên con chân bắt cả kêu ơi bằng phép thôi mái. Hay lắm nè. Nhưng mà bắt cả kêu ơi nữa là bài hát chim sáo còn có lời chuyện đến các con. Bây giờ cô Nhi sẽ hát tặng cho các con nha. Rồi bây giờ các con cũng hát với cô nha. Trong rừng cây xanh sáo đùa sao bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sao bay. Ngọt cơm đơm bông ơi đang chim vui vậy. La 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 la. Trong rừng cây xanh sáo đùa sao bay. Trong rừng cây xanh sáo đùa sao bay. Ngọt cơm đơm bông ơi đang chim vui vậy. La 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 la. La 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 la. Một môi trường tâm lý tích cực cho trẻ dân tộc thiểu số là kết quả của sự hợp tác tốt đẹp giữa giáo viên, nhà trường và cộng đồng địa phương. Ví dụ, cha mẹ hỗ trợ nhà trường xây dựng một môi trường giáo dục hấp dẫn, bảo dưỡng trường lớp và bổ sung trang thiết bị. Chăm sóc và giáo dục trẻ dân tộc thiểu số không chỉ đơn giản là đưa trẻ đến trường. Trẻ dân tộc thiểu số cần có những cơ hội để tham gia tích cực và học tích cực thông qua hàng loạt các hoạt động đa dạng, thú vị. Từ đó hình thành những kỹ năng quan trọng để chuẩn bị bước vào lớp 1. Trẻ có hoàn cảnh khó khăn đi học ở trường mầm non, nhà trường và giáo viên cần có sự điều chỉnh, sắp xếp phù hợp lớp học và một số không gian để giúp trẻ có thể tham gia chơi và học bằng nhiều cách và hiệu quả nhất. Không gian lớp học cần được sắp xếp gọn gàng, an toàn, thiết bị đồ dùng, đồ chơi, bố trí hợp lý, giúp trẻ dễ tiếp cận. Trong nhà có lớp trải sàn thích hợp và không gian đủ rộng cho những trẻ có khó khăn về nhìn và vận động. Trẻ có thể sử dụng thiết bị trợ giúp như khung đi bộ hoặc xe lăn di chuyển xung quanh trường lớp một cách an toàn. Thảm an toàn cần được trải ở chân các thiết bị chơi ngoài trời. Các thiết bị hỗ trợ vận động luôn có sẵn ở những vị trí trẻ thường sinh hoạt khi đứng lên ngồi xuống. Kỹ năng tự phục vụ của trẻ có thể sẽ cần hỗ trợ thông qua việc sử dụng các tranh, ảnh, ký hiệu, giải thích các bước thực hiện như cách rửa tay, đi vệ sinh đúng cách, cách sử dụng giày dép. Đồ dùng đồ chơi được sắp xếp gọn gàng, đúng nơi quy định và có dán nhãn, mác để trẻ có thể nhìn thấy, lấy và cất dễ dàng. Nguyên vật liệu, đồ dùng, dụng cụ và thiết bị được điều chỉnh hoặc thay đổi để hỗ trợ trẻ tham gia vào các hoạt động. Ví dụ, trẻ có khó khăn về vận động, có thể có đồ dùng có kích thước lớn hơn hoặc cho các mục đích cụ thể như phát triển sức mạnh tay và sự phối hợp của tay. Giáo viên hỗ trợ từng cá nhân trẻ để giúp trẻ phát triển các kỹ năng đặc biệt đó. Đúng rồi, mở lên. Con nó nổi lên cái gì đây? Được, chị nhau lên xem.
Bóp đi, bóp mạnh lên, con bóp mạnh lên nào. Đó, hai tay, mình dùng hai tay mình mới bóp được. Đó, nhiều không? Nhiều. À, nhiều. Nhiều quả bóng tròn nhỏ, đúng không? Có màu gì đây Su? Màu vàng. Đúng rồi, còn quả bóng to như thế này có màu gì? Màu cam. Đó, đúng rồi. Tay nữa. Rồi, đúng rồi. Hai tay, con cho cô Hường mượn nào, cho cô Hường mượn đi. Cho cô Hường mượn đi, Su cho cô Hường mượn. Cho cô Hường chơi trước nha, rồi đến lượt Su nhé. Đúng rồi, cô Hường nè, dùng hai tay nè. Nhiều không bạn Su? Anh Du để Su để đây ra rồi cô Hường đưa cho Su nào. Rồi đến lượt ai? Không. À, đến lượt Su rồi, Su cầm cho cô nha. Hai tay đâu? Đúng rồi, nhiều quá, giỏi quá. Đúng rồi, cho cô đi. Cho cô, mình đi chơi thì lấy cái này cho cô Hường nha. Cho cô. Đi. Rồi, ngồi xuống ai? Ngồi xuống. Ở đây cô Hường có cái gì đây? Rồi cho cô Hường cái này đi, rồi cô Hường làm cái này cho Su xem này. Cho cô Hường quả bóng đi. Rồi cô Hường cất nha. Rồi cô Hường cất vào cái túi của cô Hường đi. Cô Hường để đây. Rồi bây giờ cô Hường mở này. Mở ra này. Đó, trong này Su sờ xem cái gì đây. Wow, cái lớp mình sờ luôn không lấy nha. Rồi Su mở cái bông hoa này ra cho cô Hường đi. Tay Su mở đi. Cô Hường giúp Su mở ra. Đó, Su mở ra. Tay Su mở ra. Đúng rồi. Wow, cái lớp mình sờ thôi, sờ thôi. Rồi Su dịch vào thế nào, Su mở tiếp cho cô Hường bông hoa có màu gì đây? Đúng rồi, Su mở ra cho cô Hường đi. À, Su cô Hường giúp Su nhà, Su dịch vào nào. Dịch ra, đúng rồi. Rồi cái này mình lắc lại mình làm sao? Đó, đúng rồi, tay Su vào làm vào nè. Rồi tay, một tay của Su ở đâu? Đó, đúng rồi, Su sờ xem. Wow, đúng không? Nó sền sùi đúng không ạ? Đó, rồi đây là những bông hoa nhỏ này. Su đứng lên nào. Giúp cô Hường mở bông hoa có màu, đứng lên á, hai màu xanh dương. Đúng rồi, Su mở ra nào. Đúng rồi, cho cô tiếp tục mở bông hoa có màu đỏ nha. Hoa này có màu gì đây? Xanh dương. À, Su lấy cái nắp bông hoa nhỏ có màu xanh dương cho cô nào. Lấy tay Su cắt ta chân nào. Lấy tay bông hoa, cái nắp của bông hoa có màu xanh dương nào. Rồi Su mặc vào cho cô Hường đi. Rồi mình vào nha. Đúng rồi, nhưng mà nó đang còn lỏng nè nha. Rồi Su làm lại cho cô Hường nào. Cô Hường giúp Su này, chặt vào. Đúng rồi, Su bắt vào. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi. Rồi, giỏi quá. Rồi bây giờ lấy bông hoa có màu vàng cho cô Hường đi. Bông hoa nhỏ có màu vàng đâu? Cái nắp đâu? Ngồi xuống cho cô Hường. Rồi. Đây là có phải màu vàng không Su? Không. À, thấy màu vàng đâu? Đúng rồi, giỏi quá. Đâu cô Hường mới thấy Su cầm lên á. Đâu? Rồi bây giờ Su vặn vào cho cô Hường nha. Đứng lên, giỏi quá. Nhà trường xây dựng một môi trường tâm lý chào đón tất cả các trẻ luôn thân thiện, giúp trẻ cảm thấy tự tin và được hỗ trợ để chơi và học. Một môi trường tâm lý tích cực được tạo ra khi các yêu cầu và điều kiện học tập được điều chỉnh theo nhu cầu của mỗi đứa trẻ. Chúng ta cần chú ý đến kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ và độc lập. Trẻ em tham gia vào các hoạt động trong lớp học và các hoạt động cá nhân. Phương pháp tổ chức hoạt động được lựa chọn dựa trên đặc điểm cá nhân của từng trẻ. Điều quan trọng là biết cách thu hút sự chú ý của trẻ, hướng dẫn rõ ràng bằng cách kết hợp hành động và cử chỉ, đồ dùng, đồ chơi, vật liệu được lựa chọn cẩn thận. Nên chia nhỏ các nhiệm vụ cho trẻ dễ thực hiện. Giáo viên cần biết lắng nghe và quan sát để có được sự hợp tác và tham gia của trẻ, động viên khích lệ hỗ trợ trẻ học bằng chơi. À, nguyên nhiệm này, cô Trâm có chữ G và chữ Y. Nguyên này, nguyên nhiệm này, nguyên cô Trâm xin chữ Y nào. Chữ gì đây nhỉ? Y. À, còn đây là chữ G. À, rất giỏi. Và tên cô Nguyên nào? Chết. Nguyên cùng nhìn xem nhá. Cô Trâm có chữ Y, chữ G. À, chữ G này. Cô Trâm có chữ G rỗng. Bây giờ Nguyên cùng ghép cô Trâm chữ G nhá. À, Nguyên nhìn nhá. Chữ G cô Trâm có hai nét. Đó là một nét hình gì đây nhỉ? Hình tròn. À, hình tròn. Một nét hình tròn và một nét hình móc. Móc dưới. Dưới. Một nét hình gì đây? Hình tròn.
hình tròn và mặt đất hình gì nhỉ? Nguyên chỉ xem nào. Nét móc dưới đâu nhỉ? À rất giỏi. Thế chữ G trong cô Trâm có màu gì đây? Màu đỏ. À rất giỏi. Dê khuyên khuyên nào. Ồ, đây nào, tôi xòe ra nào. Ồ, dê. Bây giờ, kết thúc một hoạt động, giáo viên cần thông báo cho trẻ về hoạt động tiếp theo. Cái gì đây? Nguyễn đón xem. À cái ghế để làm gì? Để ngồi. À, ngoài ngồi có làm gì đúng không nhỉ? À đi nhá. Thế Nguyên có muốn đi trên chiếc ghế không? Có. À con có ạ. À. Con? Có. Con có ạ. À. Thế bây giờ Nguyên nhìn xem nha cô Trâm này. Có rất nhiều chữ cái. Nguyên sẽ chọn những chữ cái G và chữ cái gì nhỉ? Mình vừa học nhỉ? À chữ Y. Mình chọn đúng những chữ cái G và chữ cái Y. Mình đi trên ghế nhá. Chuẩn bị nào, bắt đầu. À 1, 2, 3, bắt đầu. Nào, cho những cái chữ cái mình học. Chữ gì đấy Nguyên? G. Rồi đi nào. Đi thẳng con. Bước ngắn thôi. Rồi rất rồi, đi lần nữa nhá. Chạy xuống dưới nào. Không, mình chạy xuống dưới đã nhá. Rồi mình chọn tiếp nào. Rồi. Đi nhẹ nhàng con. Bước thật nhẹ nhàng. Chữ. Chữ gì đấy? Chữ Y. Rồi, con đi vòng ra đây. À Nguyên ơi, khi mà bước ấy, Nguyên ơi, dạ. Cô Trâm bảo này, Nguyên ơi, khi mà bước ấy, con bước thật ngắn, nó không phải bước dài đâu. Nào, Nguyên chọn chữ cái học đi nào. Chữ đây chữ gì? Con tìm đi. Chữ G. À, rất giỏi. Cái gì nhỉ? Y. Y và chữ cái gì nữa? Y và chữ G. À, chữ G, chữ... Thế, Nguyên có muốn được chơi nữa không? Có. À, thế thì chiều nay chúng... Tí nữa cô cho mẹ cho chân nữa nhá. Đồng ý không nhỉ? Bây giờ cô với cả Nguyên ra kiểm tra những chữ cái gì nhá. Nguyên xem Nguyên còn đúng không? Ăn nốt chữ này nhá. Nào con đi tiếp nào. Rồi. Nào dễ nào. Ồ. Nào bây giờ cô với mời cô Nguyên cất hai sổ cô Trâm nào. Tạo cho trẻ có thói quen hàng ngày cất đồ chơi trước khi chuyển sang hoạt động tiếp theo. Nào bê đây nào. Con bê hai sổ ra đây. Nên đặt lên bỏ xuống này. Chồng vào nhau. Rồi cô mời Nguyên về chỗ nào. Dạ. Thế Nguyên vừa làm gì giáo viên dạ? Củng cố việc học và trẻ hoàn thành được hoạt động tô màu. Đi thăng bằng. Đi thăng bằng. Lấy chữ cái gì nhỉ? Chữ Y và chữ G. À lấy chữ cái G và chữ cái gì nhỉ? Y. Y ra sao? Nào dê khuôn Nguyên nào. Ồ. Yeah.